Chào mọi người, thì hôm nay chủ nhật đó, Ái đi tới cái thư viện nè mọi người. Ái trả sách đó. Thì bữa nay chủ nhật trước cửa cái thư viện á, nó có cái hội chợ trời cho những người bán đồ cũ á, là đa phần là sinh viên á, này kia, những cái món hàng người ta không dùng đến, người ta sẽ bán ngoài khu chợ trời này miễn phí mọi người. Miễn phí thu tiền tiền thuê đó. Đó. Cho nên là Ái quay vòng vòng cho mọi người xem ha. Sẵn Ái đi trả sách rồi Ái quay, Ái thấy quay. Đó mọi người, đó đối diện là cái casino đó, rất là nhiều đồ giỏ sách này kia đó mọi người thấy chưa, giỏ sách quần áo nè, giày dép nè, tất tần tật luôn, người ta đem người ta bán đó, những cái đồ dùng này kia, bông tai nè, di truyền. Rất là đông. Chỗ này là nó cho bán miễn phí mọi người, cho nên là không có cần tốn tiền thuê, cho nên là người ta tranh thủ người ta đem người ta bán những cái hàng chưa dùng tới, có lẽ là những cái hàng người ta tự làm nữa mọi người. Đó, người ta mua rồi người ta bán. Đó. Chút xíu nữa sẽ đi đến cái festival của festival food Thái, nên ấy quay sơ sơ cho mọi người xem ha. Rồi đây mọi người, ấy đi kiếm chị của ấy, chị nhẫn của ấy, chị đi đâu không biết, chị đi vòng đâu không biết. Ok chị ấy kìa. Thôi giờ ấy phải đi tới cái hội chợ Thái Lan rồi mọi người, thôi xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.